Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube Roland Verom Thiên Tài. Hôm nay bên shop nhạc cụ Roland Thiên Tài sẽ review tới các bạn, quý anh chị, quý khách Sài Gòn một dòng mà sản phẩm micro để chúng ta dùng cho các bộ chống ra cũng như là các set chống ra để chúng ta thu và tiếp âm như thế nào để cho được hay nhất trên những bộ chống ra khi mà chúng ta đi biểu diễn nha anh chị nha. Thì trước mặt quý anh chị đây là một dòng mà sản phẩm micro để chúng ta tiếp âm, thu âm dùng cho chống. Đây là một dòng sản phẩm micro Audis đến từ thương hiệu Audis, được sản xuất tại Mỹ. DB, mã của nó là DB7. Đây là một dòng micro phải nói là cao cấp nhất hiện tại của nhà Audis nha anh chị nha. Rồi, thì hôm nay thì Tài sẽ review tập hợp cũng như là khui hợp cái set micro đắt giá nhất của nhà Audis để cho anh chị em xa gần chúng ta cùng xem cũng như là tham khảo về những cái dòng sản phẩm micro Audis DB7 như thế này. Bên trong nó sẽ gồm những gì nha anh chị nha. Thì bên ngoài cũng như là bên trong vỏ hộp thì chúng ta sẽ có một tờ giấy để rõ ràng các thông số của hãng cũng như là về thông số về cái bộ micro như thế này. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có 2 4 6 7 cái micro như thế này để chúng ta tiếp âm cho trống nha anh chị nha. Nhưng mà 7 micro như thế này thì một bộ trống của chúng ta nó tầm không phải là từ 8 đến 9 đến 10 mặt là ít nhất, 10 mặt là ít nhất. Cho nên là một bộ micro như thế này thì vẫn chưa đủ cho một bộ chống ra của chúng ta nếu như những bộ chống ra mà chúng ta custom nha anh chị nha. Thì chúng ta cần phải mua thêm hai cái micro như thế này nữa để chúng ta custom vào cái bộ chống ra, cái set chống ra của chúng ta thì chúng ta mới hứng đủ. Rồi, mời anh chị chúng ta cùng xem mình tập hợp cái bộ micro Audis được sản xuất tại Mỹ như thế này, bao gồm là 7 micro như trong video anh chị em thấy. Rồi, đi nhanh vào khâu tập hợp bộ micro đắt giá nhất của nhà Audis. Rồi, trước khi đập hợp thì sẽ quay chi tiết và cận cảnh về cái set micro này để anh chị em chúng ta cùng xem cũng như là tham khảo. Rồi, đây, bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái siêu ni lông như thế này để rồi đây là hàng được phân phối tại công ty Việt Thương nha anh chị nha, chúng ta cùng xem. Đó, được sản xuất tại Mỹ nè anh chị thấy không, đó, xuất xứ Mỹ nè, mã sản phẩm là DB7, thương hiệu Audis. Này, mình hồng chúng ta sẽ có những cái mã code như thế này để chúng ta chết. Rồi, còn chờ gì nữa, chúng ta phải bước nhanh vào cái khâu đập hợp một siêu phẩm như thế này. Thì đây phải nói là một set micro siêu phẩm nha anh chị nha, đến từ nhà Audis, được sản xuất tại Mỹ do công ty Việt Thương tại thị trường Việt Nam của chúng ta phân phối và độc quyền. Đó, còn chờ gì nữa anh chị, chúng ta cùng phải cùng nhau lột siêu nha, cùng theo chân Tài để chúng ta cùng xem về set micro cao cấp cũng như là một set micro đáng mà để cho anh chị em chúng ta chơi chống ra chúng ta quan tâm và chú ý tới. Wow. Thì bên shop của Tài chuyên review cũng như là chuyên đập hợp khui hợp những cái dòng sản phẩm micro cao cấp để phục vụ quý anh chị xa gần. Thì anh chị nào mà chúng ta quan tâm tới những cái dòng micro thu âm tiếp âm như thế này thì anh chị cứ hotline nha, 0386282707. Còn chờ gì nữa, khui thôi. Thì bên shop em có vài mã micro Audis như thế này nha anh chị nha. Thì đây là mã đắt tiền nhất của nhà Audis. Đó, bên trong của chúng ta sẽ bao gồm như thế này nè. Đó, anh chị thấy không, đồ mới chứ nhưng mà đập hợp chứ nhưng mà khi khui ra đồ nó nằm rất là lộn xộn ha. Đó, thấy không, có mấy micro nè, 1 2 3 4 5 6 7 cái micro như thế này. Đó, đập hợp bên trong nó nằm rất là lộn xộn do trong quá trình vận chuyển anh chị,
đẩy tới đẩy lui cho nên là nó sẽ bị tuột ra khỏi cái bị như thế này ha. Chứ đây là đồ mới 100% nha anh chị nha. Rồi, em sẽ quay chi tiết cận cảnh bên trong cho anh chị chúng ta cùng xem. Bên trong cũng như là bên ngoài vỏ hộp. À, chúng ta sẽ có 7 chiếc micro như thế này. Anh chị nào mà chúng ta quan tâm tới những cái dòng sản phẩm micro audit như thế này thì bên em có một mã nữa, là một mã đó là một mã FD7, nó sẽ vừa chi phí hơn nha anh chị nha. Nó rơi đâu đó vào chỉ hơn 10 triệu một tí xíu, còn set này thì nó rơi đâu đó vào khoảng tầm, tùy vào thời điểm như nữa nha anh chị nha, khoảng tầm 30 triệu đó. Thì cái set micro cũng phải tùy vào thời điểm và tùy vào thị trường lên xuống cho nên cũng khó nói nha anh chị nha. Chị báo giá chung chung để cho anh chị em chúng ta cùng xem và cũng như là tham khảo qua. Đây thì bên trong chúng ta sẽ có hai cái tay micro để chúng ta hứng symbol nè anh chị nè. À, đây là hai cái tay micro mà chúng ta sẽ dùng mà với nguồn điện là 48V nha anh chị nha. Đó, chúng ta sẽ dùng nguồn điện là 48V. À, bên trong thì hãng sẽ cho chúng ta những cái thanh, những cái thanh để chúng ta kẹp vào micro, và cũng có chữ thương hiệu của Audit luôn, đồ chính hãng, đồ chính hãng của Mỹ. Đó. À, đây là hai cái cục để chúng ta trồng vào cái micro như thế này nè. À, hai cục đây là hai cục chống ồn ha. À, hai cái cục chống ồn. Rồi. Chúng ta sẽ có một cái chìa khóa rất là dễ thương như thế này, nằm ở bên trong cái hộp micro để chúng ta khóa lại cái vali. À. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái tay micro Audis i5 để chúng ta tiếp âm cho cái chống snare, bộ phận chống snare. Rồi ba cái micro để chúng ta hứng tom thì nó sẽ là Audis D2 như thế này. Đó, ba cái micro này để chúng ta hứng tom nè. Rồi, cái này để chúng ta hứng tom nè, Audis 4 nè. À, chúng hãng sẽ chia ra chứ không như những cái micro thông thường ha. Thì hãng sẽ chia ra Audis D2 thì chúng ta sẽ hứng tầm 1 và tầm 2. Audis D4 thì chúng ta sẽ hứng Photon, Photon 16 inch. Đó. Mình tưởng đâu là nó như những cái hãng micro khác, ba cái tom thì sẽ không phân chia rõ ràng. Ai nhẹ là cái thương hiệu này nó phân chia rõ ràng ra những tầm 1, tầm 2, tầm 3 và Photon. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái micro Audis D7 để chúng ta hứng cái kick bass nha anh chị nha. Đó. Rồi thì đây là những đó, đây là cái phần vali khi chúng ta quy hợp ra, cũng như là về chi tiết về cái bộ micro thì em sẽ sắp xếp chi tiết và cận cảnh quay để cho anh chị em chúng ta cùng xem. Bên ngoài vỏ hộp nó đã có để thông số kỹ thuật rõ ràng mà nãy em không có đọc và nhìn kỹ cho nên là hơi nhầm lẫn một tí xíu về cái khâu khi mà giới thiệu sản phẩm nha anh chị nha, anh chị thông cảm. Rồi hai cái tay mà để chúng ta hứng để chúng ta hứng micro thì chúng nó sẽ là Audis ADX51 nha anh chị nha. Đó, hai này để chúng ta hứng symbol. À, em sẽ sắp xếp theo thứ tự để anh chị em chúng ta cùng xem cũng như là nhìn ngắm và trải nghiệm về sản phẩm. Rồi trước mắt của anh chị đây là 7 cái micro để chúng ta thu và tiếp âm cho trống. Chúng ta sẽ có thứ tự như sau. Một cái micro để chúng ta hứng cho kick bass thì chúng ta sẽ có Audis D6. Tiếp theo ba cái để chúng ta hứng tom, thứ tự thì chúng ta sẽ có Audis D4 và Audis hai cái Audis D2. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tay micro để chúng ta hướng snare, đó là Audis I5.
Đặc biệt hơn thì chúng ta sẽ có hai cái micro để chúng ta sử dụng nguồn điện 48V, đó là hai cái micro Audit ADX51, kèm theo là những phụ kiện linh tinh đến từ hãng để cho chúng ta kẹp vào những cái bộ phận của trống, kẹp vào những cái phần cứng của trống để chúng ta thu và tiếp âm cho trống nha. Thì mời anh chị chúng ta cùng xem như là chi tiết cận cảnh hơn về cái set Necro mà em vừa khui cũng như là vừa đập hộp để anh chị em chúng ta cùng trải nghiệm. Đó. Thì những đồ xịn và những đồ cao cấp thì khi chúng ta sở hữu thì chúng ta mới thấy được cái giá trị và cái đồng tiền khi mà chúng ta bỏ ra nha anh chị nha. Giá trị nằm ở đây là giá trị chúng ta biết thưởng thức những đồ xịn, cũng như là những đồ có thương hiệu, những đồ có tên tuổi, rõ ràng để khi mà chúng ta chơi cũng như là trải nghiệm trên sản phẩm nó sẽ được tốt hơn khi mà chúng ta là một người tiêu dùng thông thái. Rồi, hai cái tay mix để chúng ta hứng symbol đó là hai cái micro Audis ADX51. Hai micro này thì chúng ta sẽ dùng nguồn điện là 48V trên cái bàn mixer nha anh chị nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái micro để chúng ta hứng và thu tiếp âm cho cái phần cứng của trống snare, đó là Audis E5. Tiếp theo một chiếc micro Audis D6 là chúng ta dùng để cái to nhất là chúng ta dùng để hứng cái kick bass. Tương đương cũng như là tiếp theo thì chúng ta sẽ có ba cái tay micro để hứng cho tom, tom 1, tom 2 và tom 3. Điều đặc biệt là tom 1 và tom 2 thì chúng ta sẽ có Audis D2. Tiếp theo thì một cái nữa chúng ta sẽ có đặc biệt hơn là hứng cho 4 tom. Riêng biệt cho 4 tom đó là Audis D4. Set micro ở trong video cũng như là anh chị đang xem thì nó rất là đặc biệt hơn những cái hai dòng micro khác là nó phân chia rõ ràng cho từng bộ phận trên trống luôn nha anh chị nha. Đó. Có nhiều hãng cũng như có nhiều thương hiệu thì nó sẽ không có phân chia rõ ràng về tom cũng như là snare thì chúng ta sẽ hứng chung. Còn bộ micro này thì người ta đã phân chia rõ ràng để chúng ta dễ hiểu và nắm bắt hơn khi mà chúng ta tiếp âm, thu âm cho trống nha. Set micro nhìn khá là đặc biệt nha anh chị nha, khá đẹp, khá bắt mắt luôn. Anh chị nào mà quan tâm tới sản phẩm cũng như là vài mã về cái dòng micro như thế này, anh chị cứ hotline cho bên em để bên em tư vấn cho anh chị em xa gần nha. Wow, set micro phải nói là nhìn mê luôn anh chị ơi. Anh chị nào mà chúng ta cần tư vấn về micro để chúng ta hứng và thu tiếp âm cho set, cho những set chống ra thì anh chị cứ hotline 0386 282 707, địa chỉ shop Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Anh chị có thể đến tận shop để trải nghiệm những sản phẩm mà bên em đang review cũng như là đang đập hộp gửi tới quý anh chị em xa gần. Thì rất mong được anh chị em xa gần chúng ta ủng hộ những sản phẩm mà bên em đang kinh doanh nha. Đấy. Thì vừa rồi Tài đã đập hộp cho các bạn, quý anh chị xa gần chúng ta cùng xem về cái set micro cao cấp nhất đến từ nhà của Audis. Mã sản phẩm là DB7. Đó. Bên từ bên trong cho tới bên ngoài vỏ hộp, vỏ thùng hộp, đồ xịn cũng như là đồ cao cấp thì người ta làm rất là trau chuốt và thẩm mỹ từng chi tiết nè anh chị ha. Đó, không có gì gọi là một chi tiết gọi là dư thừa trên một cái set micro cao cấp như thế này. Quá ư là đặc biệt. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần tới. Chúc tất cả quý anh chị có những buổi xem clip thật là vui vẻ và hạnh phúc, cũng như là hy vọng anh chị em chúng ta
sẽ ủng hộ những sản phẩm bên shop nhạc cụ Roland hiện tại của em. Hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần tới. Bye bye.